Hey chào tất cả các em, chào mừng các em đến với kênh Taki English. Đây là chương trình học tiếng Anh lớp 1. Trong chương trình này thì thầy Đô sẽ dẫn các em toàn bộ nội dung kiến thức trong chương trình tiếng Anh lớp 1. Và để bắt đầu chủ đề ngày hôm nay, các em nhớ là mình sẽ chuẩn bị sẵn vở và bút để có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay của mình vào vở nhé. Và các em cũng chú ý, khi mà mình đang hướng dẫn thì mình sẽ liên tục đọc theo, nói theo để có thể ghi nhớ luôn nội dung bài học của mình ngay ở trên lớp nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Unit 2 in the dining room. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chữ cái C trong tiếng Anh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chữ cái C đứng ở vị trí nào trong bảng chữ cái tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cách đọc chữ cái C trong bảng chữ cái tiếng Anh là gì nhé. Cả lớp mình cùng nhìn lên màn hình của thầy nào. Đầu tiên, chữ cái C thì đứng ở vị trí số 3 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Và cách đọc của nó thì hoàn toàn khác với tiếng Việt. Mình sẽ không đọc là C hay là C giống tiếng Việt, mà mình sẽ đọc là C. C. Cả lớp mình cùng đọc lại cho thầy nhé. C. Với chữ C thì mình sẽ mỉm cười thật tươi và mình thổi đúng hơi thật mạnh ra. C. C. Thật đơn giản đúng không? Cả lớp mình gọi theo thầy nhé. C. C. Good job. Các em ơi, vậy là mình đã biết được chữ cái C trong bảng chữ cái tiếng Anh. Mình sẽ đọc là C. C. Còn khi ghép chữ cái C vào từ thì sao nhỉ? Chữ cái C khi mà mình ghép vào từ thì có rất là nhiều cách đọc. Tuy nhiên, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cách đọc phổ biến nhất và thông dụng nhất, đó là cách đọc K. Cả lớp mình gọi cho thầy nhé. Âm này thì cực kỳ đơn. Âm này thì cực kỳ đơn giản, đây là âm K trong tiếng Anh. Mình sẽ nén hơi thật mạnh ở trong cổ họng và bật âm K ra. Thật đơn giản đúng không? Và để giúp các em làm quen với âm này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần từ mới nhé. Trong phần từ mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về một số danh từ riêng trong tiếng Anh có chữ cái C ở đầu. Cả lớp mình cùng nhìn lên màn hình của thầy nhé. Everyone, what is this? Các em ơi, đây là gì nhỉ? Đây là cái cốc đúng không? Và cái cốc trong tiếng Anh mình đọc là cup. Cup. Các em ơi, các em nhớ là mình sẽ lấy ra vở và bút để có thể ghi lại nội dung của từ này vào vở nhé. Đầu tiên các em sẽ ghi lại từ tiếng Anh của từ cốc là cup. Sau đó các em sẽ ghi lại phần phiên âm cũng là cách đọc từ được của từ này. Cup. Và cuối cùng các em sẽ ghi lại phần nghĩa trong ngoặc đơn ở bên dưới cùng, cái cốc. Cả lớp mình nhớ ghi vào vở nhé. Từ cup trong tiếng Anh thì cực kỳ đơn giản để mình có thể đọc được. Từ này là ghép lại của ba âm. Âm đầu tiên là âm K, mình đã học từ đầu rồi. Mình sẽ nén hơi trong cổ họng và bật âm K ra. Tiếp theo là âm A và cuối cùng là âm P. Và mình có từ cup. Cup. Cả lớp mình cần đọc lại cho thầy nhé. Cup. Cup. Thật đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần từ tiếp theo nhé. Everyone, what is this? Các em ơi, đây là gì nhỉ? Đây là xe ô tô. Và xe ô tô trong tiếng Anh mình đọc là car. Car. Cả lớp mình gọi cho thầy nhé. Car. Các em cũng nhớ là mình sẽ lấy vở và bút ra để ghi lại từ này nhé. Từ car trong tiếng Anh thì cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là mình có âm K, K, K. Tiếp theo là âm A, A. Và cũng là âm R, R. Và mình có từ là từ car. Car. Cả lớp mình gọi theo thầy nhé. Car. Car. Thật đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần từ tiếp theo nhé. Everyone, what is this? Các em ơi, đây là gì nhỉ? Đó là một chiếc bánh rất là ngon. Thật là tuyệt vời. Và mình sẽ đọc là từ cái bánh là cake. Cake. Cả lớp mình gọi lại theo thầy nhé. Cake. Cake. Thật đơn giản đúng không? Các em nhớ mình sẽ lấy vở và bút ra để ghi lại từ này nhé. Từ cake trong tiếng Anh thì ghi đơn giản. Nó ghép lại của 4 âm. Và trong đó có âm K ở đầu và âm K ở cuối rồi. Mình đọc rất là giống nhau. Mình đọc là K, K. Tiếp theo là âm E và âm I. Mình có E, A, E, I và có A. Và mình đọc là cake. Cake. Cả lớp mình đọc theo thầy nhé. Cake. Cake.
Đây là từ cái bánh trong tiếng Anh. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với từ cuối cùng nhé. Từ cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay mình học đó là từ con mèo. Và con mèo trong tiếng Anh mình đọc là cat. Cat. Cái đó mình đọc cùng đọc lại cho thầy nhé. Cat. Từ cat thì cực kỳ đơn giản, nó là ghép của ba âm. Âm đầu tiên là âm K, tiếp theo là âm E bẹt và cuối cùng là âm T. Ở đây thì có âm E bẹt thì mình có thể đọc là âm A hoặc là âm E đều được. Vậy mình có thể đọc là cat hoặc là cat đều được hết. Cái đó mình đọc lại theo thầy nhé. Cat. Cat. Thật đơn giản đúng không? Các em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học về một mẫu câu vô cùng quen thuộc trong tiếng Anh. Đó là mẫu câu tôi có một thứ gì đó. Đó là I have something. Cả lớp mình cùng nhìn lên màn hình của thầy nhé. Khi mà chúng ta muốn nói tôi có một cái cốc thì mình sẽ nói là I have a cup. Cả lớp mình cùng nói lại cho thầy nhé. I have a cup nghĩa là tôi có một cái cốc. Tôi có là I have. Một là a và cái cốc là cup. Và mình có câu tổng hợp lại là tôi có một cái cốc. I have a cup. Tương tự như vậy, khi mà mình muốn nói là tôi có một cái xe ô tô chẳng hạn thì mình sẽ nói là I have a car. Đúng rồi, mình chuyển thay từ cup, từ cái cốc bằng từ cái xe ô tô là car. Và mình có câu là tôi có một cái ô tô. I have a car. I have a car. Tôi có một cái ô tô. Tôi có là I have. Một cái ô tô là a car. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Tôi có một cái bánh thì mình sẽ nói là I have a cake. Cả lớp mình cùng nói cho thầy nhé. I have a cake. Tôi có I have một a cái bánh cake. Và mình có câu là I have a cake. Tôi có một cái bánh. Và bây giờ mình sẽ đến với câu cuối cùng. Khi mà mình muốn nói tôi có một con mèo thì mình sẽ nói là I have a cat. Cái đó mình cũng nói cho thầy nhé. I have a cat nghĩa là tôi có một con mèo. One more time. I have a cat. Câu chúc này thật đơn giản đúng không? Khi mà các em muốn nói là tôi có một cái gì đó thì các em sẽ nói là I have cộng với a hoặc là I have cộng với an và cộng với món đồ mình muốn nói. Ví dụ như thầy muốn nói là tôi có một chiếc điện thoại thì mình sẽ nói là I have a phone. Hoặc là tôi có một cuốn sách thì mình sẽ nói là I have a book. Chính xác rồi. Và khi mà mình nói là tôi có một cái bút, I have a pen. Thật đơn giản đúng không? Các em ơi, vậy là vừa rồi thầy Đô đã hướng dẫn em toàn bộ phần từ mới cũng như phần cấu trúc câu mới trong bài số 2 Unit 2 in the dining room. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm bài tập trong sách giáo khoa của mình nhé. Cả lớp mình cùng chú ý nhé. Đầu tiên các em sẽ mở sách giáo khoa của mình ra và mở trang số 10. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 4 trong sách giáo khoa nhé. Bài tập số 4 trong sách giáo khoa này cực kỳ đơn giản. Bài này có 2 khung tranh và mỗi khung tranh sẽ có 2 món đồ vật ở bên trong. Tương ứng với 2 khung tranh đấy đó là 2 file âm thanh. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ được nghe các file âm thanh và chọn ra món đồ vật được nhắc đến trong file âm thanh đấy. Và mình sẽ tích vào phần ô trống ở bên dưới cái món đồ vật được nhắc đến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích với khung tranh đầu tiên nhé. Với khung tranh đầu tiên chúng ta có 2 món đồ vật. Đầu tiên là con mèo và thứ hai là một cái xe ô tô. Và con mèo trong tiếng Anh mình đã học rồi. Con mèo là cat và xe ô tô là car. Cái đó mình đọc lại cho thầy nhé. Cat, car. Các em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem là con mèo hay là xe ô tô được nhắc đến trong file âm thanh nhé. Cái đó mình cùng lắng nghe nào. One. A cat. One. Cái đó mình cùng nghe lại một lần nữa nhé. One.
A cat. One, a cat. A cat là gì nhỉ? Đúng rồi, a cat là con mèo. Vì vậy mình sẽ tích vào ô trống ở bên dưới con mèo, tức là ở vị trí A. Chính xác rồi. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau làm khung tranh số 2. Khung tranh số 2 cũng gồm có hai món đồ vật. Món đồ vật đầu tiên là cái cốc, và món đồ vật số 2 là cái bánh. Cái cốc trên tiếng Anh mình đọc là cup. Cup. Và cái bánh trên tiếng Anh mình đọc là cake. Cake. Thật đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem món đồ vật nào được nhắc đến trong file âm thanh nhé. Two. A cake. Two a... Một lần nữa nhé. Two. A cake. Two a cake. A cake ở đây nghĩa là gì các em nhỉ? Đúng rồi, a cake là cái bánh. Và mình sẽ tích vào dưới hình ảnh của cái bánh, đó là đáp án B. Chính xác rồi. Các em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo nhé. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 10 ra. Và mình sẽ làm bài tập số 5 cho sách giáo khoa. Và đây là bài tập số 5 cho sách giáo khoa của chúng ta. Bài tập số 5 thì vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ được luyện cách viết chữ cái C in hoa và in thường, bằng cách là mình sẽ tô theo những cái đường nét đứt được xuất hiện ở trong bài nhé. Các em hãy lấy bút ra, mình sẽ tô theo những nét đứt xuất hiện ở trong bài nhé. Đơn giản đúng không? Các em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo nhé. Đây là hoạt động cuối cùng mà mình sẽ làm trong bài ngày hôm nay. Các em hãy mở sách giáo khoa của mình ra và nhìn vào trang số 11. Và đây là hình ảnh phóng to của bài này. Trong bài số 7 này thì chúng ta có món đồ vật xuất hiện ở trong bài và có một câu ở trên, đó là I have a. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là lần lượt thêm các từ vào chỗ trống để có điền thành câu hoàn chỉnh. Phần này thì vô cùng đơn giản thôi. Các em thấy ở đây có một cái ô tô, một cái bánh, một cái cốc và con mèo. Ở đây thì với ô tô thì chúng ta đã biết rồi. Ô tô trong tiếng Anh mình đọc là car. Car. Cái bánh trong tiếng Anh mình đọc là cake. Cake. Cái cốc trong tiếng Anh mình đọc là cup. Cup. Và con mèo trong tiếng Anh mình đọc là cat. Cat. Và mình có câu là I have a. Mình học ở trước rồi. Câu này có nghĩa là tôi có một. Ở đây với bức tranh đầu tiên, mình có câu là tôi có một chiếc xe ô tô, là I have a car. I have a car. Tương tự như vậy với câu B, mình có câu là I have a cake. Đúng rồi, I have a cake. Tôi có một cái bánh. Tiếp theo với câu C, mình có câu là I have a cup. Chính xác, tôi có một cái cốc. I have a cup. Và câu cuối cùng, tôi có một con mèo, mình sẽ nói là I have a cat. Thật đơn giản đúng không? Cả đó mình còn nói một lần nữa tất cả các câu nhé. Với câu A là I have a car. Câu B là I have a cake. Câu C là I have a cup. Và câu D là I have a cat. Các em ơi, vậy là vừa rồi thầy đã đưa cho các em toàn bộ phần nội dung kiến thức trong bài Unit 2 In the Dining Room. Và để được nhận được thông báo về các bài học tiếp theo, các em nhớ nhấn nút đăng ký kênh Subscribe ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Goodbye, see you next time. Goodbye.